Còn còn để giờ phút chia ly vĩnh biệt này anh phong nay em là em gái út trong anh ơi em gọi anh đây để rồi bình yên anh trai ơi lúc nào anh công bảo anh thương mẹ con em gái út ở vậy mà anh ơi hôm nay đây thì anh đã xa rồi anh để em gái út và các cháu về mà bao nỗi xót xa anh ơi trước lâu rơi quang để anh về nơi an em gái út trở về mà gọi mà anh trai ơi giờ này em gái út có đôi lời tổ vợ cháu này để em mang về vòng lên thành vòng xa em về nơi an nghỉ dưới nhà nơi đất thiên anh ấy nằm hồn anh nhà siêu thoát cho em gái út và các cháu